Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Đông năm 2020, những tuổi nào hợp với nhà hướng Đông? Những video trước phong thủy may mắn đã tổng hợp chi tiết cát hung của từng hướng nhà năm 2020 Canh Tý. Do sự vận động của vũ trụ, sự ảnh hưởng của trái đất, con người với các thiên tinh đã được các nhà khoa học và các nhà chiêm tinh cùng những thầy phong thủy nghiên cứu và tính toán được từ hàng ngàn năm trước. Những nghiên cứu này được vận dụng trực tiếp ứng dụng vào cuộc sống của con người như động thổ xây nhà, dựng gạ, như động thổ xây nhà, dựng vợ gả chồng, thờ cúng và hàng ngàn ứng dụng khác giúp con người sống hòa thuận và đúng với quy luật của thiên nhiên, tạo ra trường khí tốt, giúp cuộc sống được hưng vượng hơn. Trong video này, phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn cát hung của nhà hướng Đông năm 2020 Canh Tý. Chọn tuổi nào hợp với hướng Đông, chọn tuổi Đồng Thổ cho nhà hướng Đông, giúp quý anh chị hiểu đúng và đủ để vận dụng vào cuộc sống của mình được tốt hơn. Phong thủy may mắn rất biết ơn sự tư vấn nhiệt tình của các thầy trong hiệp hội nhằm quảng bá và xây dựng nền phong thủy Việt. Phong thủy may mắn rất biết ơn sự tư vấn nhiệt tình của các thầy trong hiệp hội nhằm quảng bá và xây dựng nền phong thủy Việt ngày càng chính xác và đi đúng hướng hơn. Phong thủy là khoa học, không phải là mê tín dị đoan nên cần có những lập luận và dẫn chứng chính xác cụ thể. Sau đây là nội dung chương trình. Đầu tiên, ta sẽ đến cát hung nạp vận của nhà hướng Đông năm Canh Tý 2020. Hướng Đông gồm 3 sơn, giáp, mão, ất từ 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông. Mộc khắc thổ nhưng nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, năm 2020 với căn nhà tọa tậu hướng Mão, tọa tây hướng Đông bị phạm mộ long biến vận sát nên việc xây nhà lại càng hung. Nếu nhà bạn phạm hướng này thì không nên xây. Trong trường hợp bắt buộc phải xây thì cần phải có sự tư vấn trực tiếp của chuyên gia phong thủy để có những giải pháp nhằm giảm bớt phần hung họa về sau. Ở những video trước, phong thủy may mắn đã phân tích cát hung và hướng dẫn các bạn tính mộ long biến vận sát rất chi tiết và tỉ mỉ. Trong video này, phong thủy may mắn sẽ không nhắc lại nữa mà sẽ chỉ phân tích chi tiết về cát hung của sao ngũ hoàng cho các bạn. Sao ngũ hoàng là sao liêm trinh, là đại sát tinh mậu kỷ. Nếu vượng thì tài đinh đại phát, nếu suy thì bất kể nó được sinh hay bị khắc đều rất xấu. Khi lập tinh bàn, chọn đất, xem nhà phải đặc biệt chú ý tới sao này. Vì vậy, sao ngũ hoàng nên tĩnh mà không nên động. Nếu gặp lúc sao thái tuế tới thì tính hung càng phát ra mạnh, tổn đinh hao tài lớn, nhẹ thì ốm đau, nặng thì hao người. Cuộc này nên tránh, không nên phạm. Ngũ hoàng gặp nhất bạch là khắc xuất. Nếu vượng thì tài đinh đài phát, nhưng con giữa không phát. Nếu duy thì con giữa lại chịu tai ương hoặc ốm đau nặng, đặc biệt là bệnh về đường tiết niệu, bệnh phụ khoa. Ngoài ra, con thường bị các bệnh về tai, hắt lào, người nhà bệnh hoạn, đau ốm liên miên. Ngũ hoàng gặp nhị hắc là tị hỏa. Nếu vượng thì tài đinh đại phát, người mẹ nắm quyền trong nhà. Còn nếu suy thì phát đủ thứ bệnh, nhất là cha mẹ, chủ yếu là bệnh về dạ dày và đường ruột. Gặp lúc sao thái tuế thì tới cha bệnh nặng, mẹ dễ thành quả phụ. Ngũ hoàng gặp tam bích khắc nhập. Nếu vượng thì tài đinh đại phát, con trưởng được thừa hưởng phúc lộc. Nếu suy thì thường mắc các chứng bệnh về gan, tụy, mụn nhọt, ghẻ lở ở chân tay. Con trai phản nghịch, trong nhà có người bị thương tật ở chân, gia đạo không yên ấm. Sao ngũ hoàng gặp tứ lục khắc nhập. Nếu vượng thì có tài văn thơ và giàu có, sự nghiệp thuận lợi. Nếu suy thì con trai lêu lổng ăn chơi, ruộng vườn bỏ hoang, nhà cửa ảm đạm buồn tẻ. Con dâu có ý xuất gia làm ni, gia phong suy bại. Ngũ hoàng gặp ngũ hoàng là tị hỏa. Nếu vượng thì đinh tài đều vượng, gia nghiệp phồn vinh.
Nếu suy thì khó thoát hung sát hoành hành, dễ bị chứng bạch đới cấp tính. Nhẹ thì nhọt độc, nặng thì hao người. Ngũ hoàng gặp lục bạch sinh xuất. Nếu vượng thì tiền tài tương đối khá giả, còn cái hiếu thuận, nhưng chủ nhân không được hưởng. Nếu suy thì chủ nhân mang bệnh. Nhẹ thì đau đầu, đau xương. Nặng thì thập tử nhất sinh. Ngoài ra, dễ bị thương tổn, hoạn lộ, gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể bị tổn thất. Ngũ hoàng gặp thất xích, sinh xuất. Nếu vượng thì giàu có, sung túc, gia nghiệp hưng vượng. Nếu suy thì tranh chấp thị phi, chuyện rắc rối xảy ra thường xuyên, hoặc vì tử sắc mà phá hết gia sản, có khi gây họa dẫn tới tù tội. Thiếu nữ trong nhà thường đau ốm, có người bệnh răng, miệng, họng hoặc bị thương bởi búa rìu. Ngũ hoàng gặp bát bạch là tị hòa. Nếu vượng thì giàu có, ruộng vườn mênh mông, con cái tốt lành, gặp nhiều thuận lợi. Nếu suy thì con trai nhỏ thường đau yếu, trung niên đau mỏi gân cốt, khí vận của gia đạo suy giảm. Sao ngũ hoàng gặp cửu tử là sinh nhập. Nếu vượng thì con cái thông minh, tài vận tốt. Nếu suy thì con ngu đần, người nhà mắc chứng đau mắt, đau đầu hay trong lòng buồn phiền. Gặp lúc thái tuế tới, dễ mắc chứng bạch đới cấp tính. Qua phân tích trên, các bạn đã biết được cát hung của ngũ hoàng tới việc động thổ xây nhà. Vậy nên chúng ta phải hết sức lưu ý. Trong phong thủy quan niệm nhất vị nhị hướng, đầu tiên việc lựa chọn căn nhà hợp phong thủy, ta cần chọn vị trí xây dựng của khu đất, căn nhà ở vị trí đắc địa. Nếu căn nhà của bạn ở vị trí tốt, hợp long phù sơn thì xin chúc mừng bạn. Việc chọn được vị trí tốt đã là cát rồi. Trong trường hợp nếu căn nhà của bạn được ở vị trí tốt mà lại hợp hướng thì không gì còn tốt bằng. Nếu nhà ở vị trí tốt mà không hợp hướng thì vẫn còn tốt chán. Trường hợp nhà ở vị trí xấu mà không hợp hướng thì cũng còn tốt hơn ở vị trí xấu mà hợp hướng. Vì sao lại như vậy? Vì nếu vị trí xấu mà lại hợp hướng thì hợp với cái xấu, mà cái xấu thì anh chị biết rồi đấy. Bao tai, ách bệnh tật kéo đến vào những năm mà người trong nhà hợp tuổi ở. Vậy nên, việc chọn lựa vị trí căn nhà của các bạn là hết sức quan trọng. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển kênh, Phong thủy May mắn đã có được sự tư vấn của nhiều chuyên gia phong thủy nổi tiếng ở đất Hà Nội và các khu vực khác trong Hiệp hội. Vậy nên, những nội dung của chúng tôi là độc quyền và chính xác. Có thể anh chị sẽ thấy những nội dung này ở đâu đó, trong sách, trên Facebook, trên YouTube và hàng loạt các mạng xã hội khác. Nhưng khi so sánh với phong thủy may mắn thì sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn, đó là nhờ sự tư vấn của các thầy trong hiệp hội. Theo các thầy, việc chọn tuổi hợp hướng với nhà hướng đông bao gồm những tuổi sau: tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Đinh Mão, Đinh Mùi, Đinh Hợi. Với những tuổi này, nếu được chọn làm nhà hướng đông thì không gì cắt bằng. Còn vì sao lại như vậy? Qua quá trình làm việc và kiểm chứng tư vấn của hàng trăm ngàn khách hàng, các thầy đã đưa ra công thức chọn hướng nhà theo cách này. Chúng tôi sẽ có video chi tiết về vấn đề này cho các bạn. Việc chọn tuổi hợp với nhà hướng đông đã xong, giờ đến chọn tuổi động thổ và chọn ngày giờ động thổ cần kiêng kỵ điều gì? Với căn nhà hướng đông năm 2019 kỵ tuổi Tỵ, động thổ vì phạm vào long sinh bát sát, không tốt cho trạch đất. Theo quan niệm của cha ông để lại thì việc xây nhà cũng cần phải tránh các tuổi phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai, tránh những tuổi xung khắc với trạch đất, với tuổi của gia chủ và những người trong gia đình. Để căn nhà về sau được hưng vượng, phát phú phát quý nên chọn tuổi hợp với trạch đất, với gia chủ, hợp năm tháng ngày giờ động thổ thì không còn gì tốt bằng. Trên đây Phong thủy May mắn đã phân tích chi tiết cho quý vị và các bạn về cát hung, chọn tuổi hợp, chọn tuổi động thổ cho nhà hướng đông. Nhờ sự tư vấn tâm huyết và tận tình của các thầy trong hiệp hội cũng như sự đóng góp của quý khán giả giúp cho Phong thủy May mắn ngày càng phát triển và đi đúng hướng hơn. Cảm ơn toàn thể các thầy cùng quý vị và khán giả của chương trình. Quý anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất hàng ngày. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.